Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì hiện tại bây giờ cô chú là má Tư cùng với chị Ni và chị Loan và anh Hải và các con của chị Loan cô chú là cũng ra sân bay đỡ là về lại Việt Nam nha cô chú. Thì má Tư cũng có là chia sẻ một cái tấm hình đó, là kèm theo một cái bài viết ngắn nói về nước Thái Lan nha cô chú. Đó, má Tư nói là tạm biệt Thái Lan. Thái Lan rất là đẹp luôn. Chúng tôi về lại Việt Nam đây. Thì sau khi mà má Tư chia sẻ cái bài viết ngắn với lại là cái tấm hình chụp chung ở trong đoàn cô chú, là cái ông đạo diễn hết thời này cũng tiếp tục là đăng tải một cái video lên là kêu thắng là má Tư với lại là chị Loan với chị Ni là chửi luôn cô chú. Đó, nhưng mà cái điều đặc biệt em muốn nói ở đây cô chú anh chị là cái ông đạo diễn này, ông dùng cái ngôn từ là rất là mất thẩm mỹ luôn cô chú. Đó, ông kêu má Tư là bằng cô bóng chợ ăn đông, rồi đi qua bên Thái Lan là đỡ thỉnh cu ma thông về đỡ ở chợ ăn đông, rồi đỡ chửi cô chú. Đó, nghĩ sao cô chú anh chị, cái ông đạo diễn hết thời hiện tại bây giờ là ông bị ngáo mạng, chẳng những ngáo luôn cô chú, mà chắc cái ông này là chắc cái đầu ông cũng bị cái vấn đề gì cô chú anh chị. Đó, nghĩ sao á mà nói má Tư á là đi qua bên Thái Lan rồi thỉnh cu ma thông về đỡ ở chợ ăn đông á, rồi điều khiển những người đến mua đồ của má Tư cô chú. Đó thì thỉnh về đỡ là má Tư điều khiển những người đó, là những người đó sẽ mua đồ của má Tư. Rất là bức xúc về cái câu chuyện mà cái ông đạo diễn hết thời này ông nói cô chú. Hiện tại bây giờ là ông đã đứng về phía bên của mẹ con cám cô chú anh chị, cho nên là ông ngáo mạng, ông lên những cái video này rồi những cái livestream bất chấp luôn, ông chửi cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm luôn cô chú. Thì trong cái video vừa rồi là ông cũng có nói rằng là tại sao đến cái thời điểm này mà chị Hồng Loan với lại là cái con mắm tôm đó, thì con mắm tôm là ông kêu là chị Ni nha cô chú, mà sao có thể lại đi Thái Lan du lịch được cô chú anh chị. Ủa bây giờ sao cái anh đạo diễn này biết chị Hồng Loan đi qua bên đó làm gì cô chú? Thì chị Hồng Loan cũng đi vừa đi du lịch và vừa đi làm công việc của chị Loan, chứ không phải là chị Loan không không là chị Loan đi qua bên Thái Lan nha cô chú. Đó, như cô chú anh chị cũng được biết là má Tư hồi giờ có đi đi đâu không cô chú? Đó, nhiều khi chị Loan và anh Hải với chị Ni rồi cũng đi du lịch ở các chỗ gần gần ở Việt Nam mình ở cô chú anh chị, thì má Tư cũng đâu có đi đâu, má Tư cũng đâu có rảnh cô chú. Đó thì má Tư cũng có một cái shop ở chợ An Đông, mà đây là cái công việc qua bên Thái Lan là đỡ là tìm kiếm những cái bằng chứng đỡ là về lại Việt Nam, đỡ đến cái ngày 23 tháng 7 tới nha cô chú, sẽ giáp mặt với mẹ con của cô cháu gái tại tòa, chứ đâu phải không không đâu mà người ta rảnh quá cô chú anh chị. Mà cái ông đạo diễn này ông cứ ông lên cái miệng ông la làng ở trên mạng hoài cô chú. Đó thì vừa rồi cô chú là chị Ni cũng lên tiếng nói rằng là hiện tại bây giờ là không có biết tin ai hết cô chú, đi ra bên ngoài mà đến nỗi mà viên cái đoàn luôn, ngồi ăn xong rồi chuẩn bị là đỡ lên máy bay về lại Việt Nam á cô chú, là chị Ni cũng nói rằng là cũng rất là sợ. Đó, sợ là nhiều cái thành phần không tốt á cô chú. Đó thì nó sẽ bỏ những cái này cái kia vào những cái món ăn rồi á cô chú anh chị, cho nên là chị Ni cũng chia sẻ một cái tấm hình là đang ngồi ăn, rồi cũng chia sẻ một cái dòng chữ ngắn nói cái đoàn là nên cẩn thận, cho hiện tại bây giờ không biết ai là phe mình, rồi không biết ai là phe địch hết cô chú. Đó, nhiều khi mình đi chỗ này chỗ kia mình không cẩn thận đó cô chú anh chị, là cái bên phía bên kia kìa nó cài người đồ cũng như người này người kia cô chú, là nó làm những cái công việc không tốt với chị Loan. Đó thì cũng mong rằng là chị Loan cũng nên cẩn thận nha cô chú anh chị, tại vì là cũng gần đến cái ngày ra tòa rồi. Đó thì đến cái ngày 23 tháng 7 này cô chú anh chị là cái ngày là quyết định nha cô chú, để làm mẹ con của cô cháu gái này sẽ đến nhà chị Hồng Loan dọn đồ đi hết nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ như cô chú anh chị cũng được biết là cái bên nhóm vay xe cô chú, thì má Tư cũng đã là lên tiếng nói rồi. Má Tư nói
là từ bên Thái Lan là về lại Việt Nam á cô chú, là sẽ mua những cái nhà lầu này, rồi những cái vàng bạc này đó, rồi vàng khói á cô chú, với lại là tiền vàng bạc mua cho nhiều lên đó, là đốt đốt cho là cái nhóm vây xe cô chú anh chị đó, như cái ông đạo diễn hết thời này, rồi cái anh thám tử lùng cô chú anh chị, với lại là những cái thành phần như bà đầu tôm này, rồi cái anh ngủ quên đó cô chú, đó là đốt hết, là mỗi người là cho một cái ngôi nhà hết nha cô chú anh chị, chứ đâu phải là muốn lên trên trên mạng chửi ai là chửi đâu cô chú. Đó thì sắp tới đây cô chú, là sau khi mà chị Hồng Loan làm việc xong với bên phía cô cháu gái cô chú anh chị, là sẽ chính thức là sẽ gặp cái anh thám tử lùng này, cũng là tại tòa nha cô chú, vì cái ông thám tử lùng này trong những ngày vừa qua cô chú anh chị là ông lên ông chửi mắng chị Hồng Loan và chị Ni rất là nhiều, cho nên là chị Ni và chị Loan cũng có là đưa cho một cái đơn kiện cho cái anh thám tử lùng này rồi nha cô chú. Đó cô chú ơi, thì buổi chiều ngày hôm nay là hiện tại bây giờ là chị gia đình chị Hồng Loan và má Tư thì cũng đang ở bên Thái nha cô chú. Theo như cái thông tin vừa rồi em được biết cô chú anh chị, là má Tư chia sẻ là khoảng là 10 giờ tối đêm nay, má Tư cùng với chị Hồng Loan này với chị Ni sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất nha cô chú. Đó thì mấy anh em của tụi em là cũng có những anh em YouTube cũng sẽ là có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để là quay chia sẻ cái hành trình mà cái đoàn của má Tư cùng với chị Hồng Loan và chị Ni là từ bên Thái Lan về nha cô chú. Thì cũng rất là mong cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan và má Tư và chị Ni thì cũng luôn luôn ủng hộ mấy anh em YouTube quay trước nhà chị Hồng Loan nha cô chú, chứ đâu phải là hiện tại bây giờ như cái ông đạo diễn hết thời này cô chú anh chị, cứ ông liên tục là ông lên những cái livestream rồi những cái video là ông chửi chị Hồng Loan, ông chửi đã xong rồi bắt đầu là ông quay ngược lại là mấy anh em YouTube ở trước nhà Hồng Loan á cô chú, ông còn chửi luôn đó, ông chửi mà đến nỗi mà ông kêu mấy cái thằng mỏ hổn luôn cô chú. Rồi mấy anh em thì nhiều người cũng rất là bức xúc thì cũng lên những cái video là cũng đáp trả lại cái ông đạo diễn cùi này á cô chú, là bắt đầu ông đạo diễn cùi này ông lên những cái video ông kêu rằng là những cái thằng đó là bị cái con Nimaco nó sai khiến rồi nó mua chuộc cô chú anh chị. Ủa tụi em làm là không có ai mua chuộc hết nha cô chú, tại vì là mình thấy chị Hồng Loan hiền đó bị bên phía nhóm vây xe nó ăn hiếp, rồi bị bên phía kia nó ăn hiếp, cho nên làm là tụi em cũng quay, thì quay là đỡ là kiếm tiền cô chú anh chị. Mục đích có sao mình nói vậy, là quay chị Hồng Loan đầu tiên là phải kiếm tiền kiếm view rồi mới có tiền mới đổ xăng là mới đi quay cô chú. Đó thì những cái thành phần mà quay xe mà lên cứ nói rằng chúng tôi là đến với drama này không cần tiền, ủa không có ai mà không cần tiền hết cô chú anh chị, chứ không phải là như cái ông đạo diễn cùi này ông lên ông nói tôi không cần tiền, rồi mấy ngày hôm nay cô chú cái kênh YouTube của ông nói bị trục trặc nó không vô tiền chắc tôi không làm nữa. Ủa cái hồi đầu anh nói ngon lắm mà sao giờ anh nói không cần tiền cô chú anh chị. Đó cô chú ơi, thì buổi chiều ngày hôm nay là em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì khoảng 10 giờ tối đêm nay nha cô chú, là chị Ni và chị Loan và má Tư cũng sẽ là có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất nha cô chú. Dạ thôi giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.